Trưa 13 tháng 10, Công an quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn. Trước đó, 23 giờ ngày 12 tháng 10, người dân nhìn thấy căn nhà một trệt, ba lầu ở đường 9C, phường 13, quận 6 bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Lúc này, người trong căn nhà tìm cách chạy ra ngoài thoát thân. Sau đó, mọi người dùng bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng không thành. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 6 đã điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Một lúc sau, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt được đám cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy. May mắn, không có thương vong về người. Theo người dân sống trong căn nhà này, nguyên nhân cháy là do chập điện. Thời điểm cháy trong nhà có 3 người nhưng tất cả kịp thoát ra ngoài an toàn.